Chị ơi, chị có nhầm nhỏ sang trồng trọt không ạ? Sao lại 1 triệu ạ? Chị đây còn gì? Bên mình đang giảm giá 99% còn gì nữa em? Chị ơi, chị đọc như thế này mà chị không hiểu ạ? Em ghi ở đây là ngày mai cơ mà. Ngày mai bọn em mới sale. Nhưng mà hôm qua chị làm ở đây rồi thì hôm nay chị phải được sale chứ. Nhưng mà hôm nay chị làm thì ngày mai chị mới được sale chứ. Đúng. Dường cô có gì đấy sai sai nhỉ? Nhưng mà em có chắc chắn là ngày mai em sale không? Chắc chứ chị, chắc như đinh đóng cột luôn. Ok, đây. Chị vừa thanh toán nốt 99 triệu còn lại rồi. Mai chị quay lại nhá. Dạ, em nhận được rồi chị ạ. Chú biết được phun sao hàng hiệu, xin cảm ơn ạ. Ok. Cái chiêu này hay thật đấy. Kiểu gì á, doanh số không hết 10. Xong rồi á, xếp lại cho mình thôi.